có cảm ứng nhiễu, bắt đầu hành động. Trên đoạn hành lang này tổng cộng có 12 camera, 36 phòng, 5 wifi công cộng. Lý Triển đang ở phòng 2405. Được rồi, đã hoàn tất gây nhiễu sóng. Giờ mọi thứ đang trong tầm kiểm soát. Đã nhận được số liệu, đã làm yếu sóng wifi. Xuất hiện con mồi, mấy cảm biến cơ thể hồng ngoại. Lý Triển, ngôi sao hạng A, tôi đến đây. Bắt đầu truyền đi nhé. Truyền xong rồi, tôi đi đây. Đây là thực đơn hàng ngày của khách phòng 2405. Cảm ơn. Chào, tôi đã gửi cho anh rồi đấy. Lần trước cô nói với tôi, phòng anh ta bị mất đồ là sao vậy? Gọi sao đó à, anh ta bị mất đồ liền đi tìm khắp các nơi. Nửa đêm rồi mà trợ lý cũng bắt bọn tôi phải cùng đi tìm. Nhưng cụ thể là mất đồ gì tôi lại không rõ. Cảm ơn cô nhé. Không có gì. Tôi biết cô gái ở cây cạnh phòng Lý Triển là ai. Là trợ lý của anh ta. Họ cứ cách ngày là lại vào ở khách sạn. Tôi còn tưởng là fan của anh ta bám theo nữa chứ. Có bao nhiêu người đi cùng anh ta? 5 người. Ngày mai tiến hành phỏng vấn sẽ còn đông người hơn nữa. Giữ liên lạc nhé. Vâng. Anh ta đêm nào cũng chạy bộ, bình thường thì không mấy khi đến đây. Thông báo cho tôi bất cứ khi nào anh ta ra vào khách sạn. Vâng. Hoàn thành nhiệm vụ, gửi cho cô số liệu trước nhé. Đã nhận. Ảnh tử, tiếp nhận thông tin đi. Chỗ này đều là phòng của tất cả những người chúng ta cần kiểm soát đó sao? Đúng vậy. Vậy cũng tức là trong cả đống phòng này, chỉ cần không có ai ở trong phòng thì cô đều có thể mở được để tôi vào trong đó, đúng không? Đương nhiên rồi. Được. Vậy giờ cô hãy mở phòng của người đầu tiên mà chúng ta cần kiểm soát đi. Cô siêu thật đấy. Mạc Diêu, đến lượt cô ra tay rồi. Từ thực đơn có thể thấy, Lý Triển có yêu cầu rất cao trong cuộc sống thường ngày, hết sức chú trọng về đồ ăn, từ môi trường sống và vật dụng sinh hoạt có thể thấy. Anh ta là người khá chín chắn, gánh nặng thực tượng thông thường xe đà nặng khiến anh ta không thở nổi. Thích cách nói chuyện hài hước, thích tập gym, du lịch, thể thao, thưởng thức rượu. Những thông tin hữu ích chỉ có từng đó thôi. Hình tượng của Bạch Tiểu Thiểm giao lại cho cậu đấy. Wow, làm ảo thuật đấy à. Màn biểu diễn chỉ mới bắt đầu thôi. Em gái, đứng dậy đi. Đây chính là hình tượng mới sau này của cô.
cỏ xanh ma thuật. Lý Triển, em sẽ mãi ủng hộ anh. Ồ, Lý Triển. Lý Triển, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Các anh em, nhiệm vụ lần này của chúng ta là khiến Bạch Tiểu Thiểm trở thành trợ lý của Lý Triển. Chỉ cần chúng mày ở cạnh tao thì cũng như Lý Triển đang ở cạnh tao vậy. Yên tâm, kỳ sẽ hết sức trân trọng chúng mày. Đám phan não tàn đó ngày nào cũng chỉ biết lướt mạng đăng bài. Tưởng tôi sẽ bán chúng đi thật sao? Tưởng tôi sẽ nói thật cho mấy người biết hành tung của Lý Triển sao? Sao có thể chứ? Lý Triển là của riêng tôi. Chúng ta sẽ lặng lẽ đến Thượng Hải. Không một ai hay biết. Mình phải biến anh ấy thành của mình. Của mình, của mình, của riêng mình, là của riêng mình. Sao lại uống đến nông nỗi này? Mạc Diêu, cậu đưa cô ấy ra đây làm gì? Để cô ấy một mình ở khách sạn làm gì? Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu mà làm vậy chán lắm. Lát nữa cậu phải cõng cô ấy về, cậu mới thấy chán đó. Mọi người đến rồi à? Nào nào, tôi mời các anh. Ly không mà mời cái gì? Nào, nào, hai chúng ta uống nào. Phải nhớ chuyện mấy người đã hứa với tôi đấy. Nào, nào, cạn ly vì nhiệm vụ này. Nào, cạn. Nào, chúng ta cạn. Ah!
Anh Tử, Mạc Diêu, phi qua. Anh Tử, anh Tử. Tên lưu manh. Đây không phải phòng của chúng ta. Đây là phòng của Lý Triển. Trời ạ, đêm qua chúng ta đã làm những gì thế? Lẽ nào chúng ta đã gặp Lý Triển? Mà Tiểu Thiểm đâu? Tôi đã tìm Tiểu Thiểm rồi. Không có. Này này, máy theo dõi cảm ứng gì không có tín hiệu gì? Không thể nào. Chỉ cần anh ta còn sống có nhiệt độ là máy theo dõi của tôi nhất định phải có tín hiệu, trừ khi... Thế nào rồi? Mật mã. Cho dù máy tính của cô không đặt mật mã cũng không ai mở được đâu. Sao còn đặt mật mã làm gì? Đề phòng chính mình sao? Tôi thực sự không nhớ ra nổi rốt cuộc tôi đã dùng phần mềm nào để tăng cường bảo mật. Hơn nữa ba cái máy tính đều đồng thời tăng cường bảo mật. Không phải chứ? Chuyện gì thế? Mọi người phải chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ chúng ta sẽ không cách nào nhận ủy thác được đâu. Cũng đừng mong dùng hệ thống âm thanh hay hệ thống cảm ứng nhiệt để làm bất cứ chuyện gì. Vì máy tính bị khóa rồi. Đợi 24 tiếng sau mới giải mã được mật khẩu. Vừa hay, nghỉ ngơi một lát. Lại sao nữa vậy? Có người chuyển chúng ta 1 triệu tệ. Bao nhiêu? 1 triệu tệ. Trả 1 triệu tệ cho chúng ta chắc không phải bảo chúng ta đi theo dõi thần tượng đâu. Là bảo chúng ta đi giết người thì có. Xem ra vẫn chưa tỉnh rượu. Cô mới chưa tỉnh rượu đó. Chuyển cho cô 1 triệu tệ để cô đi mua xiên thịt dê à? Còn anh thì mua cật dê sao? Vậy cô đi mua về cho tôi đi. Anh mua đi 6 xiên. 6 xiên, 7, 8. 1 triệu tệ cô có tiêu hết được không? Sao còn có kẹo cao su gây chết đi được? Ôi trời, đây là gì thế? Còn đi xem kịch với người ta nữa. Sân khấu này không có, sao lại có 6 vé liền? 6 vé. Bốn chúng ta và Bạch Tiểu Thiểm. Còn một người nữa là ai? Không nghĩ ra nổi. Đừng nghĩ nữa. Đến nhà hát kịch xem là biết ngay. Alo, ai vậy? Hôm qua các cô đòi 1 triệu tệ tiền thù lao đã nhận được chưa? Nhận được rồi thì đến gặp tôi. Đến đâu? Tôi gửi địa chỉ cho các cô rồi đấy. Có ai không? Đi theo tôi. Tiền. Các cô cậu đã nhận rồi. Hả? Tiếp theo, chúng ta cũng nên bàn về chuyện làm thế nào để thực hiện mong ước của tôi chứ gì. Mong ước của chị là gì? Xem ra đêm qua các cô cậu đã chơi rất vui vẻ. Lý Triển. Mấy người này làm gì thế? Chúng tôi là câu lạc bộ thợ săn thần tượng. Sao hả? Chị có yêu mến ngôi sao nào không? Chúng tôi sẽ giúp chị đạt được mơ ước. Trong đó có video về những dự án chúng tôi đã làm thành công. Chị xem đi, xem trước đi.
dớ da dớ dẫn. Cô à, thím à, gọi chị. Chị à, chị bảo tôi gọi chị là mẹ còn được. Mẹ à, con nói mẹ nghe, mẹ thích ai thì nhất định cũng phải dũng cảm theo đuổi người đó. Thích ngôi sao nào mẹ cũng phải mạnh dạn theo đuổi. Nếu không sao người đó biết được là mẹ thích họ? 70+ cô bạn gái trước đây của con đều theo đuổi con như vậy, nói nhăng nói cuội. Người đẹp, gọi mẹ. Mẹ à, nói riêng cho mẹ biết nhé, chuyện cưới hỏi của Tịnh Di và người quản lý Phương Thừa, chúng con đã giải quyết xong rồi đấy. Chúng con là chúng con đấy. Là mấy người ư? Còn rất nhiều dự án thành công khác nữa. Đi thôi. Mẹ à, nếu bọn con không giải quyết được chuyện của mẹ, mẹ chính là mẹ ruột của con. Khoan đã. Mẹ à, nhớ ra giao dịch của chúng ta chưa? Quả thực chúng tôi không nhớ đã hứa với chị chuyện gì. Tôi nhớ hôm qua có người nói, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ thì tôi sẽ làm mẹ ruột của người đó. Mẹ à, cũng không hẳn là không hoàn thành được chuyện này. Nói theo lời cô thì ngay lập tức, ngay bây giờ. Tôi đã trì hoãn cái lập tức ngay bây giờ ấy đến tận hôm nay rồi. Sao hả? Khó lắm à? Không khó. Tôi nói cho các cô các cậu biết, tiền các cô cậu đã nhận rồi. Nếu chuyện này mà không làm xong, các cô cậu đừng hòng đem cô gái đang chơi ở đây đi mất. Bạch Tiểu Thiểm, 1 triệu tệ không chỉ để mua mấy câu nói phét của các cô cậu, cũng phải giữ lại thứ gì đó chứ. Chị gái này, như vậy đi, vậy tôi sẽ lập tức trả lại 1 triệu tệ đó cho chị. Tiền của tôi không phải ai muốn cầm thì cầm, không muốn cầm thì trả lại thế đâu. Hôm nay hoặc là cho tôi được xách hành lý cùng với Lý Triển đi du lịch 2 người, hoặc là mấy người hãy xuống tầng hầm đoàn tụ cùng con bé đó đi. Tôi đã trả lại tiền cho chị rồi, thả bạn tôi ra ngay đi, dẫn chúng xuống tầng hầm. Anh yêu, cuối cùng anh cũng đến rồi. Em biết là anh sẽ không bỏ rơi em mà. Cô là ai thế? Đáng ghét. Cô mới đáng ghét đó. Chúng ta có quen nhau sao? Tôi không quen đâu đấy. Anh là bạn trai em, sao lại không biết em được? Hôm qua ở quán bar đó, mấy người quên hết rồi sao? Hôm qua chơi vui lắm. Trước tiên là đến nhà hát xem múa kịch. Đúng rồi, chúng ta còn ra sao hậu trường chơi nữa. Anh rất thú vị đó. Cứ nhất quyết đòi sửa sang lại trang phục cho diễn viên kịch, làm loạn hết phòng trang điểm của người ta. Khi chúng ta bị người ta đuổi đi, anh còn không quên ôm cả mannequin chạy theo. Đừng có chạy. Đừng chạy. Đừng chạy. Đừng chạy, đứng lại. Em là bảo bối của anh. Anh là trái táo nhỏ của em. Em là trái chuối tiêu của anh. Anh là bánh bột nhồi của em. Anh uống. Anh uống đi, uống đi. Tay trái tay phải, một động tác chậm rãi. Anh em tốt. Cạn ly. Tôi có thể hiểu cho tâm trạng của chị. Cũng chỉ là một chuyến du lịch với Lý Triển thôi mà. Chuyện nhỏ, cứ giao cho tôi. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ lập tức đặt vé máy bay cho chị. Tôi đi sắp xếp cho chị ngay đây. Thật không vậy? Chị đừng không tin thế. Với dự án thành công của chúng tôi, chị cũng biết hết rồi chứ. Đã thấy được bản lĩnh của chúng tôi chưa? Có vấn đề? Không vấn đề. Bên chị chỉ cần vừa trả tiền cho bên tôi là lập tức đem Lý Triển đến cho chị, trả cho chị một chuyến du lịch thật vui vẻ. Ok, chốt rồi nhé. Tôi sẽ đi bố trí cho chị ngay đây. Ảnh tử Mạc Diêu phi qua, đừng chơi nữa, đi thôi nào.
Đi thôi ảnh tử. Đi đâu đấy? Tìm Lý Triển. Đi, đi tìm Lý Triển. Em không đi. Em không đi. Đi thôi, chỗ này vui hơn. Ở đây chơi với em đi. Cứ để cô ấy ở lại đi. Để tôi chăm sóc cô ấy cho. Các cô cậu cứ đi làm việc của cô cậu đi. Chúng ta đi. Hôm nay anh là sứ giả chính nghĩa. Đi thôi nào. Đi thôi. Các cậu không cảm thấy có gì đó bất thường à? Đêm qua chúng ta đều đã uống say, khó coi chết đi được. Không phải, Bạch Tiểu Thiểm không hề đến đây. Vậy cô ấy bắt đầu tách đoàn chúng ta từ bao giờ? Hôm qua cô ấy uống đến say mềm, gào lên đòi đi xuống hầm sụ. Tôi và anh Phi Ca ngăn cản kiểu gì cũng không được. Các cô lại vội vàng bắt chúng tôi đến, nên tôi đành để kệ cô ấy. Đúng rồi, có phải cô ấy đi xuống hầm sụ mà cô ấy nói không? Hầm sụ? Bạch Tiểu Thiển đang ở hầm sụ à? Không phải cô ấy say đến ngất ở hầm sụ rồi chứ? Không được, chúng ta phải mau chóng ra khỏi đây, xuống hầm sụ của nhà hàng. Ôi trời, anh mau nghĩ cách cho người ta ra ngoài đi, buồn chết đi được. Trời ơi, người ta mà muốn ra ngoài thì cứ ra ngoài, tôi thấy ở đây rất thoải mái, tôi không đi. Trông chừng kỹ mấy người này cho tôi. Tôi ra ngoài một lát. Có rồi, anh Tử. Chúng ta có thể ra ngoài chỉ với một chiếc iPad thôi sao? Đồ nhà quê, cô đợi được về nhà tắm rửa rồi ngủ cho ngon đi. Chủ nhân của căn biệt thự này trước đây từng gửi tiền cho tôi rồi. Nếu có lợi cho chúng ta là cô ta dùng tài khoản cá nhân, quá giải mật mã tài khoản của cô ta, rồi tìm ra số điện thoại di động, rồi thông qua hệ thống nền tảng của trang web truyền thông để tìm ra lịch sử trò chuyện và nhắn tin của cô ta. Ngoài điện thoại của chồng, con gái và ba mẹ cô ta ra, mục tiêu là thông qua người có lịch sử trò chuyện nhiều nhất và nhắn tin nhiều nhất, cuối cùng là thông qua tôi để biên tập một đoạn âm thanh từ hệ thống ngữ âm lưu trữ ở trong iPad, có giọng nói tương tự như cô ta, rồi gọi đến số điện thoại trước đó. Trong lúc gọi điện thoại sẽ làm thay đổi số điện thoại hiển thị. Vậy là chúng ta sẽ được ra ngoài. Đánh cược một phen. Alo, thưa phu nhân, có gì cần dặn dò? Bà Tiểu Thiểm, bà Tiểu Thiểm, cô có ở đây không? Nào nào. Nào nào, ra đây. Yên nào. Lui ra, thằng điên này. Cô bị điên đấy à? Cô gào lên cái gì? Sao lại là cô? Bạch Tiểu Thiển đâu? Bạch Tiểu Thiểm, tôi biết các người đang theo dõi tôi. Tôi biết, tôi đều biết hết. Các người muốn đối phó với tôi. Vậy nên tôi phải ra tay trước. Chỉ còn chút xíu nữa là tôi thành công rồi. Chỉ một chút xíu nữa thôi. Các người, tại sao các người lại xuất hiện? Là các người. Chính các người đã phá hỏng tất cả của tôi. Không đúng, không đúng, hôm qua quán bar, rõ ràng tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi mà.
Nói đi, cô đã làm gì Lý Triển? Bạch Tiểu Thiểm. Alo, Tiểu Thiểm. Cuối cùng các cô cũng tỉnh rồi. Mau đến ăn cơm đi. Hôm nay Tiểu Thiểm đã đỡ nhiều rồi. Các cô không sao chứ? Hôm nay làm gì thế? Đến đủ rồi à? Nào mời ngồi. Mau ngồi đi. Mọi người ngồi đi, mời ngồi. Tôi không biết mọi người thích ăn món gì. Những món này là do Tiểu Thiểm gọi hết đấy. Không biết mọi người có thích ăn không? Lý Triển, đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Pi Hoa, mở cửa ra. Mau lên, tôi thấy khó chịu. Pi Hoa, cô à, cô tìm ai đấy? Không phải gì của anh. Cô gái này hình như mình đã từng gặp ở đâu rồi. Lý Triển, em là fan bự của anh đấy. Được gặp anh, thật tốt. Lý Triển, cô à, cô không sao chứ? Cô đừng ngủ ở đây chứ. Chào anh, cô phục vụ, cô này là sao vậy? Người này không phải bạn anh sao? Không phải, vậy để tôi đưa cô ấy về phòng. Cô à, đừng kéo tôi, bỏ ra, bỏ tôi ra. Tôi đưa cô về phòng nhé. Để yên nào, tôi đang khó chịu. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Cô à, cô bỏ tôi ra. Cô phục vụ, hay là như vậy? Cô đi lấy cho tôi một cốc trà giải rượu trước đã. Vâng, anh đợi một lát. Nào, đứng dậy đã. Cửa mở rồi này. Nào từ từ thôi. Lý Triển, anh biết không, em là fan cứng của anh đó. Từ từ thôi. Nào từ từ. Sao lại uống nhiều rượu thế? Bởi vì gặp được anh em thấy vui quá. Anh biết không, em biết anh thích uống rượu vang. Em đang định xuống hầm rượu lấy rượu vang cho anh. Nhưng sau đó, em lại lạc mất mấy người hạ giác. Không có họ. Không có họ em lại không gặp được anh. Không gặp được anh, thì em lại không được làm trợ lý của anh. Làm thế nào đây? Lý Triển, nào, uống ít trà giải rượu đi. Cảm ơn. Em phải làm trợ lý của anh. Em nói cho anh biết, trợ lý hiện tại của anh có vấn đề. Em có bằng chứng đây. Anh đợi mà xem bằng chứng nhé. Anh đợi đó, có bằng chứng đây. Anh, sao vậy? Anh à, chuyện anh giao cho em dưới hầm rượu, em đã sắp xếp xong rồi đấy. Vậy, chúng ta đi thôi. Ừ. Đi nào. Alo, Hạ Giác. Các cô đang ở đâu vậy?
Hình như giờ tôi đang ở phòng Lý Triển. Hình như tôi loáng thoáng nghe được anh ấy và trợ lý của anh ấy sẽ xuống hầm sự. Liệu anh ấy có gặp nguy hiểm không? Các cô mau đến đây đi. Các cô mau đến đi. Đừng uống, đừng uống. Cô tỉnh rượu ra. Lý Triển, chúng ta đi thôi. Đừng ở riêng với cô ta. Cô ấy là trợ lý của tôi. Cô ta là kẻ biến thái đó. Cô ta đem sao bán đồ của anh trên mạng. Anh xem đi. Đây là cô sao? Chính cô ta. Cô ta chính là cỏ xanh ma thuật. Lý Triển. Lý Triển. Tiểu Lâm, cô bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh. Anh bảo em bình tĩnh thế nào đây? Anh là tất cả sinh mạng của em. Không có anh, cuộc sống của em không có ý nghĩa gì nữa. Em đi theo anh gần ấy năm, anh lại không nhìn ra chút nào hay sao? Được thôi. Đằng nào cũng bị con ranh này bóc mẻ rồi. Anh sẽ không giữ lại em bên mình nữa, đúng không? Được. Được. Em sẽ chết ngay trước mặt anh. Sau đó hủy hoại mọi thứ của anh. Tiểu Lâm, hôm nay tôi là quá thư của chính nghĩa. Bà Tiểu Thiểm, cô nói có vấn đề còn gì? Làm gì có vấn đề nào? Chẳng phải không có việc gì sao? Lý Triển, em đưa anh về phòng băng bó nha. Không sao. Tôi nói cho tất cả các người biết, đợi khi tôi có tiền rồi, tôi sẽ mua 10.000 chai rượu cho tất cả mọi người uống. Thì chết đi được, tôi đánh cậu đó. Cậu còn nói nữa, nói đi, tôi không muốn. Tôi chỉ muốn đánh anh ta. Phải đánh anh ta. Hai người đang làm gì thế? Hai người họ yêu nhau đấy. Cô ấy, tôi đánh cậu thật đó. Nói nữa đi, tôi chết mất. Ảnh Tử, làm gì vậy? Cậu ta phiền chết được. Làm gì thế? Không phải. Cảm ơn. Lý Triển, ngôi sao hạng A họ Lý, Bạch Tiểu Thiểm, đã sẵn sàng để làm trợ lý cho anh rồi. Tôi đặt yêu cầu rất cao với trợ lý đấy. Ít nhất phải qua 2 tháng thử việc. Không thành vấn đề. Vậy được. Bắt đầu từ bây giờ luôn. Cô về phòng nghỉ ngơi đã. Ngày mai còn việc phải làm nữa. Dân dân. Em xin lỗi. Hẹn mai gặp. Yes. Cô hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì? Không sao. Uống rượu. Nào,